cô gái tóc vàng đang phơi chiếc khô mực của mình hai cô gần đó liền ngứa mắt cả khịa nghĩ sao lại bày thứ này cho bản dân thiên hạ xem nhỉ máu không lên tới não đây mà hay là muốn được bạn trai chú ý nhiều hơn nhỉ Mên cũng ở gần đó nên hai cô bảo anh nhìn và đưa ra cảm nghĩ quả nhiên là anh cảm thấy thổn thức thật cô tóc vàng liền vui sướng còn hai cô thì chê anh tệ hết chỗ nói anh nhanh trí phản bát lại biết đâu nhìn của hai em thì tôi còn thổn thức hơn thì sao anh cũng đã chuẩn bị đồng hồ đo nhịp tim luôn rồi nhìn lại khô mực cam ấy anh lên được 186 điểm. Bạn gái tóc xanh cũng không chịu thua, cậu hãy nhìn nó đi. Lúc này điểm của anh lên tận 220 điểm, tính hơn thua liền nổi lên, cô bạn gái cả liền theo lao. Này anh hãy ngắm nhìn nó đi, lần này điểm của anh cũng vụt lên hơn 200 điểm. Cô tóc vàng ganh tị, muốn cho anh xem tận mắt. Thấy thế tóc trắng liền ngăn lại nhưng không may trượt chân xảy ra sự cố ngoài ý muốn, khiến điểm của anh tăng mãi không ngừng. Anh dứt khoát đấm mình một phát để lấy lại bình tĩnh, điểm dừng lại ở mức 219 điểm rất may là anh dừng kịp nếu không là mấy bà kia hơn thua nữa cho xem